Hello anh em và chào mừng em đến quay trở lại channel YouTube Laptop World Thế giới Công nghệ, và lại là Acer Nitro V16 phiên bản 2024 với một cái thân hình cũng phải nói là khá đồ sộ, với trọng lượng vào khoảng sấp xỉ 2,5 kg và cấu hình RTX 4060. Những tưởng là chúng ta sẽ được hưởng tất cả những gì mạnh mẽ nhất ở trên combo cấu hình này, nhưng không, đi cùng với đó một cục sạc 135W điện. Có vẻ như phần đó sẽ giới hạn khá nhiều trên chiếc laptop này, và đó là lý do chúng ta có cái video này. Đây sẽ là video test hiệu năng Acer Nitro V16 phiên bản 2024 để xem là về hiệu năng, nhiệt độ của combo cấu hình này ra sao, nó có xứng đáng để chúng ta lựa chọn trong mức giá khoảng hơn 33 triệu hay không. Thì tất cả sẽ được giải đáp trong video này anh em nhé. Ngay bây giờ, bắt đầu thôi. Và trước khi vào video thì vẫn sẽ như thường lệ, đường link của chiếc Acer Nitro V16 mình sẽ để sẵn ở phía bên dưới phần mô tả của video này, dẫn thẳng ở trong web Laptop World để anh em có thể cập nhật cho mình thông tin về sản phẩm cũng như là về mức giá của em nó tại thời điểm mà anh em xem video. Và đừng quên là chiếc Nitro V16 này mình đã có video unbox cũng như là review khá là chi tiết về chiếc laptop này rồi. Nếu anh em chưa xem thì mình sẽ gắn link ở bên phải phía trên này để chúng ta có thể cập nhật chi tiết hơn về bài review của mình anh em nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tới ngay với cả những cái điểm mạnh của chiếc laptop này trước khi chúng ta tới phần test hiệu năng. Đầu tiên là Nitro V16 2024 sẽ cho chúng ta một combo cấu hình cũng phải nói là khá ấn tượng luôn. 7845HS anh em ạ, với một con Ryzen 7 8000 series và thuộc series là 8045HS ý. Thì rõ ràng là bây giờ thì cái khả năng tối ưu hiệu năng trên điện năng tiêu thụ của con CPU này là rất tốt, đúng không nào? CPU dòng HS nữa. Và thường ấy thì cái con CPU này nó sẽ mang lại cho chúng ta khả năng ăn điện là rất thấp anh em ạ. Điển hình như trên chiếc laptop này nó sẽ chỉ cần bung max cho chúng ta là 65W điện vào mọi tác vụ sử dụng mà thôi. Ngoài ra thì anh em sẽ có đi cùng là RAM 16GB DDR5 băng thông 5600MHz và còn một slot nữa cho anh em có thể nâng cấp. Tức là hiện tại nó sẽ chỉ lắp đặt sẵn cho chúng ta là single channel mà thôi anh em nhé. Ngoài ra anh em sẽ có sẵn là card đồ họa rồi, RTX 4060 8GB RAM, nhưng mà mức TGP sẽ chỉ là 85W điện mà thôi, chứ cũng không được bung lên max công suất là 140W điện như là những người anh em khác trong cùng phân khúc giá này. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có ổ cứng SSD sẽ là 512GB PCIe Gen 4, và đó là tất tần tật về thông số cấu hình của chiếc laptop này. Ngoài ra nữa, chúng ta sẽ được nâng cấp lên cái phiên bản màn hình, thay vì là 15,6 inch 45% NTSC 144Hz như là phiên bản Nitro V15 năm ngoái, thì năm nay Nitro V16 chúng ta sẽ có một chiếc màn hình với kích thước 16 inch tấm nền IPS phủ màu 100% sRGB và tần số quét là 165Hz. Tất cả mọi thông số đều được nâng cấp từ kích thước này. Rồi độ phân giải thì sẽ là 1920x1200. Thực ra nó vẫn sẽ chỉ là Full HD mà thôi, mật độ điểm ảnh gần như không có gì khác biệt, nhưng chúng ta sẽ có phủ màu lên 100% sRGB và tần số quét cũng được nâng lên 165Hz. Tất cả mọi thông số đều được nâng cấp lên anh em nhé. Độ sáng sẽ là 300 nit và lớp phủ chống lóa. Ok, thì đấy là về tất cả những cái điểm mà gần như nổi bật nhất của chiếc laptop này. Và còn một điểm nữa để cho anh em lưu ý trước khi chúng ta bắt tay vào việc test hiệu năng của chiếc laptop này, đấy chính là chế độ hiệu năng ở trong phần mềm Nitro Sense. Ở đây thì khi mà chúng ta cắm sạc vào ấy, chúng ta sẽ có tận là 4 chế độ hiệu năng cơ, bao gồm trong đó sẽ là Eco này, Balance. Eco là tiết kiệm điện nhá, Balance chế độ cân bằng. Ngoài ra sẽ có thêm 2 chế độ nữa là Performance và Turbo, đúng không nào? Thì thông thường ấy, khi mà chúng ta sử dụng để chơi game này hay là làm các tác vụ nặng ấy, chúng ta chỉ cần để lên Performance thôi, không nhất thiết phải để lên Turbo. Bởi vì là khi mà máy sử dụng vào chế độ hiệu năng mà thực sự cần thiết phải cao, nó vẫn có thể bung được max công suất ở trên chế độ Performance, mà không nhất thiết phải sang Turbo. Turbo lúc nào máy cũng vận hành căng hết công suất thì lúc này nó sẽ rất là nóng, đúng không nào anh em? Tuy nhiên ở trên chiếc laptop này chúng ta sẽ bắt buộc phải thay đổi thói quen sử dụng nếu muốn sử dụng vào tác vụ nặng. Đây chính là sao? Khi mình để sang chế độ Performance, cái con RTX 4060 này nó sẽ chỉ giới hạn lại mức 65-70W điện, mà nó không được bung max lên 85W điện như là nhà sản xuất công bố. Và mình bắt buộc phải để sang chế độ Turbo thì lúc này nó mới đẩy lên max là 85W điện. Điển hình như qua bài test Firmax 2 mình sẽ test cho anh em ngay sau đây. Thì đó, chúng ta bắt buộc để sang Turbo, và lúc này Turbo thì lúc nào cái combo cấu hình này nó cũng sẽ vận hành ở mức là công suất tối đa luôn, và nó sẽ dẫn đến là nhiệt độ sẽ nóng, và nóng thì chúng ta lại phải chuyển sang fan control và đẩy sang max, đúng không? Chứ chúng ta để sang auto thì lúc nào quạt nó cũng quay rất là bình tĩnh mà thôi, chứ không max đâu. Chính vì thế chúng ta để sang max để cho quạt nó quay max công suất ấy, thì tiếng ồn nó lại gây ra cho là khá lớn anh em ạ. Đấy chính là một vài những vấn đề mà những cái dòng laptop Acer Nitro đang gặp phải. Và tức là bây giờ chúng ta sẽ bắt buộc phải thay đổi một chút về cái thói quen sử dụng và phải chỉnh thủ công nhiều hơn, thay vì là máy nó sẽ tự động làm cho chúng ta anh em nhé. Nếu anh em muốn sử dụng với những cái tác vụ nhẹ nhàng thông thường hoặc là chơi game không cần quá hardcore thì có thể để Balance hoặc là Performance. Tuy nhiên thì nếu anh em chơi game AAA hoặc là anh em render video các thứ ấy, bắt buộc phải để sang Turbo, và lúc này bắt buộc phải để mắc quạt luôn thì máy nó mới mát mẻ anh em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tới những bài test đầu tiên. Ok, và chúng ta sẽ cùng tới bài test đầu tiên sẽ là bài test Firmax 2. Với bài này thì mình sẽ chạy luôn P1080 nhá. Và tất nhiên rồi mình sẽ thử chạy luôn ở cái chế độ Performance trước.
Thì với performance chúng ta thấy đấy, điện năng của CPU này sẽ chỉ ăn vào khoảng độ 65, 69 đến 70 W điện mà thôi. Và cho chúng ta cái mức nhiệt độ chỉ vào khoảng độ dưới 60 độ C, khoảng 58, 59 độ mà thôi, rất là mát mẻ anh em ạ. Và đấy là với chế độ performance. Tuy nhiên ấy, thì để mà bung max hiệu năng được con 4060 này ở trên chiếc laptop này, tức là bung max lên cái mức là 85 W điện ấy, thì chúng ta bắt buộc phải chuyển sang turbo anh em ạ. Và khi mình chuyển sang turbo thì lúc này điện năng này có thể ăn lên tới khoảng 85, thậm chí là những lúc vọt lên tới 87 W điện anh em ạ. Và cho chúng ta cái nhiệt độ lúc này nó cao hơn cũng khá nhiều đấy, khi mà nhiệt độ chạy ổn định nhá thì vào khoảng độ 67 độ C. Tất nhiên là chưa tạm tới mức là 70 độ C, nhưng mà trong ngưỡng nhiệt độ như này cũng phải nói là rất là mát mẻ rồi, đúng không anh em? 67 độ C cho mức điện năng tối đa là 85 W điện trên 4060 của Nitro V16, và FPS đưa ra cho chúng ta cũng ở mức khá cao và khoảng độ 141 FPS. Trong khi đó thì lúc trước giới hạn ở turbo chúng ta chỉ vào khoảng độ 129 FPS mà thôi anh em ạ. Và sau khi mình chạy xong bài test P1080 thì chúng ta sẽ có cái điểm số đạt cho chúng ta là 8478 điểm, cũng phải nói là khá ấn tượng đấy, đúng rồi anh em. Tiếp theo sẽ là bài test Cinebench R23. Với bài multicore thì chúng ta sẽ có cái mức tiêu thụ điện năng tối đa ở trên con Ryzen 7845HS này sẽ chỉ là 65 W điện mà thôi. Và với 65 W điện thì theo anh em nhiệt độ có nóng được không? Khi mình để mắc quạt, tất nhiên là không rồi. Và tất nhiên lúc này mình cũng đang để chế độ turbo nhá. Thì với turbo mắc quạt, điện năng chúng ta ăn 65 W điện, nhiệt độ đưa ra sẽ chỉ vào khoảng độ 71 đến 74 độ C là hết cỡ anh em ạ. Phải nói là chưa bao giờ mà chúng ta chạy Cinebench mà nó mát tới vậy, Manticore mà nó mát tới vậy, đúng không anh em? Thông thường nó toàn vào 80, 90, thậm chí 100 độ C, thì ở đây 71 đến 74 độ C mà thôi, cho mức điện năng tiêu thụ tối đa là 65 W điện. Nhưng nhá, khi mà mình hoàn thành xong bài test thì điểm số không hề thấp. Chúng ta vẫn sẽ có điểm số Manticore sẽ là 16.171 điểm và Single Core sẽ là 1.717 điểm anh em ạ. 16.000 cho cái mức điện năng này mà anh em so ngang với cả những con CPU khác, những cái dòng tiết kiệm điện khác của bên Intel mà xem, anh em thấy là cái hiệu năng của nó đáng gờm như thế nào. Và đó là Cinebench R23, một cái bài test mang lại cho chúng ta hiệu năng, điểm số và nhiệt độ cũng như là mức tiêu thụ điện, phải nói là rất ấn tượng đúng không anh em. Bây giờ chúng ta cùng vào ngay tới tác vụ chơi game anh em nhé. Tựa game đầu tiên mình lựa chọn trong một tựa game eSports khá là nhẹ nhàng, đó chính là Valorant. Với cái tựa game này thì có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều nữa, chúng ta vẫn giữ nguyên cái mức setting là turbo và để mắc quạt đi. Và cùng quẩy xem nào. Đầu tiên là với CPU chúng ta sẽ có mức điện năng tiêu thụ ổn định sẽ trong ngưỡng khoảng độ 38 đến 40, thậm chí là lúc 42 W điện. Cho mức nhiệt độ trên con Ryzen 7 này có những lúc dao động trong ngưỡng khoảng độ 72 đến 75 độ C anh em nhá. Vẫn là ngưỡng nhiệt độ rất dễ chịu trên CPU. Còn với GPU thì cũng sẽ chỉ cần ăn nhẹ nhàng vào khoảng độ hơn 30 đến 40 W điện nữa mà thôi. Hoạt động ở mức công suất khoảng 38% và cho chúng ta nhiệt độ dưới 60 độ C luôn, khoảng độ 58, 59 độ là rất mát mẻ với GPU. CPU thì phần nào đó hơi ấm một chút. Và khi mà chúng ta chơi trong khoảng thời gian dài, trong khoảng độ 1 tiếng đi, thì chúng ta sẽ cảm thấy một chút hơi ấm thôi, một chút thôi nhá. Nó phả lên trên cái khu vực mặt C chiếu nghỉ tay. Khu vực chiếu nghỉ tay chỗ cái khu vực tem chip này, cái con Ryzen với cả RTX này đấy, cái tem chip ở trên mặt C này này, hơi ấm hơn khu vực này một chút anh em nhá. Còn bốn phím WASD thì mình vẫn cảm thấy nó là khá thoải mái, chúng ta có thể sử dụng và chơi vào những cái tựa game eSports như thế này. Còn nếu anh em muốn mát mẻ hơn thì anh em hoàn toàn có thể để xuống performance hoặc là balance và để mắc quạt, thì hôm nay nó gọi là siêu mát mẻ luôn. Và đây là khi mà mình để mắc setting trên con game Valorant này nhá, chứ mình không hề giảm setting xuống đâu. Để mắc setting luôn Full HD 1920x2000 và tất cả để lên mức setting cao nhất, thì chúng ta vẫn sẽ có FPS dao động ổn định trong ngưỡng khoảng độ hơn 200 FPS, rất mượt và có thể tha hồ quẩy cái tựa game này ở mức setting cao nhất. Tuy nhiên thì nếu anh em muốn có một cái ping thấp nhất có thể, muốn có thể mang lại cái tốc độ giao tranh mượt mà nhất và lợi thế nhất, thì mình nghĩ là nên để setting medium hoặc là low thôi. Thì cái này nó sẽ phần nào đó mượt hơn là rất nhiều nữa anh em nhá. Ok, thì đấy là tựa game đầu tiên mình lựa chọn Valorant. Tiếp theo, nặng hơn một chút đi, Counter-Strike 2 thì sao nhỉ? Ở tựa game Counter-Strike 2 thì lúc này anh em có thể thấy là máy nó hoạt động mạnh cả trên CPU cả GPU luôn. Điển hình như là khi mình để mức setting 2 độ phân giải Full HD thì chúng ta sẽ có cái điện năng tiêu thụ ở trên CPU lúc này dao động trong ngưỡng khoảng độ 40 W điện rồi, và nhiệt độ đưa ra cho chúng ta cũng trong ngưỡng khoảng độ 74 đến 75 độ C trên con Ryzen 7 này. Cùng lúc đó thì RTX 4060 cũng ăn vào khoảng độ 56 đến 60 W điện nữa, khá căng đấy đúng không anh em. Nhiệt độ lúc này đưa ra cho chúng ta cũng vào khoảng độ hơn 60, 65 đến 66 độ C cho mức công suất hoạt động vào khoảng độ 65%. Và chúng ta sẽ có FPS dao động trên tựa game này trong ngưỡng khoảng độ 120 đến 150 FPS, có những lúc lên tới khoảng 170. Tuy nhiên thì ổn định nhất mình nghĩ là nó sẽ trong ngưỡng khoảng độ trên 120 FPS là ổn định nhất cho chúng ta giao tranh. Đôi khi thì gặp tình huống giao tranh đông ấy, nó có thể drop xuống sâu hơn 120 một chút và khoảng độ 110 FPS nữa cơ anh em ạ. Tuy nhiên thì với tựa game này, khi mình để lên full setting 2 và full HD thì mình nghĩ là cho cái mức FPS là hoàn toàn hợp lý anh em ạ. Bởi vì là chúng ta muốn quẩy mượn tựa game này thì hoàn toàn là nên giảm setting game xuống ở mức medium thôi hoặc là low thôi, thì cái này nó sẽ mượt mà hơn và giao tranh sẽ lợi thế hơn là rất nhiều anh em nhá. Vẫn sẽ là một tựa game mà
eSports ăn nhiều vào CPU đúng không anh em? Và vừa xong đó là hai tựa game eSports cũng phải nói là ăn khá nhiều vào CPU rồi. Tiếp theo chúng ta hãy cùng sang tới một vài những cái tựa game mà ăn nhiều vào GPU để xem là nó sẽ mang lại trong tay hiệu năng như thế nào. Tựa game đầu tiên mình lựa chọn sẽ là tựa game Alan Wake 2, một tựa game phải nói là bào GPU rất căng luôn anh em ạ. Thì với cái tựa game này mình vẫn sẽ để ở mức setting độ phân giải màn hình là Full HD. Render Resolution mình cũng sẽ để là Full HD luôn, 1920x1200 mà không hề giảm xuống HD anh em nhá. Ngoài ra thì tất cả setting còn lại mình sẽ đều để ở mức setting medium, bởi vì mình không thể đẩy lên mức setting cao hơn, nếu cao hơn thì sẽ bị tràn VRAM anh em ạ. Điển hình như là khi mình vào chơi tựa game này ở mức setting mình vừa kể trên thì chúng ta sẽ có FPS dao động trong ngưỡng khoảng độ hơn 70 đến hơn 80 FPS. Phải nói là cũng là một mức setting khá là căng thẳng rồi, FPS lúc này thì cũng phải nói là không phải quá cao nữa rồi. Và VRAM này anh em có thể nhìn đi, hơn 7GB VRAM rồi, và chỉ cần mình đẩy lên mức setting Ultra một cái hoặc là mức setting 2 một cái thôi, tràn VRAM luôn và không thể chơi được anh em nhá. Lúc này thì GPU đang ăn ở mức max công suất luôn là 85W điện cho mức hoạt động là 98%. Và nhiệt độ đưa ra lúc này anh em biết không? Dưới 70 độ, chỉ khoảng độ 68 độ C mà thôi. Rất mát trên con 4060 này luôn anh em ạ. Đấy là cái điểm mạnh của RTX 4000 series so với cả 3000 series đấy anh em ạ. Mặc dù không cần ăn quá nhiều điện, hiệu năng đưa ra vẫn rất mạnh, mà nhiệt độ đưa ra chúng ta để mà nó là quá ấn tượng luôn đúng không anh em. Bây giờ chúng ta hoàn toàn sẽ không gặp bất kỳ một chiếc laptop gaming RTX 40 series nào mà GPU nóng cả. Rất mát luôn anh em nhá. Tiếp theo là với CPU thì chúng ta cũng sẽ chỉ có mức điện năng này ăn vào khoảng hơn 15W điện mà thôi, quá nhẹ nhàng với cả một con Ryzen 7 này, và nhiệt độ đưa ra hơn 60 độ C anh em ạ. Và cho tất cả thông số kể trên thì FPS dao động trong ngưỡng khoảng độ hơn 70 đến hơn 80 FPS cho mọi tựa game triple A rất nặng. Thì đây là một cái mức hiệu suất hợp lý và một mức nhiệt độ mát mẻ anh em nhá. Tiếp theo thì cũng sẽ là một tựa game khá là bào GPU khác, đấy chính là Forza Horizon 4 anh em ạ. Với cái tựa game này thì mình có thể tự tin đẩy lên mức setting Ultra luôn, độ phân giải Full HD. Với setting kể trên thì chúng ta sẽ có cái mức điện năng tiêu thụ ở trên 4060 đang ăn vào khoảng độ 65W điện, hoạt động ở mức công suất khoảng 95% và nhiệt độ đưa ra cho chúng ta vào khoảng độ 65 độ C anh em nhá. Với GPU Ryzen 7 chúng ta cũng sẽ có mức điện năng khá cao vào khoảng độ hơn 40W điện nữa, và nhiệt độ lúc này nó lên tới khoảng độ hơn 70, 73 đến 75 độ C anh em ạ. Và với cái mức nhiệt độ và điện năng như trên thì chúng ta sẽ có cái mức FPS đánh đổi lại, nó sẽ dao động trong ngưỡng khoảng độ hơn 150 đến hơn 160 FPS. Phải nói đây là một tựa game khá là mượt mà mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm FPS rất là mượt khi để ở mức setting Ultra anh em ạ. Và chúng ta có thể chơi tốt ở hầu hết mọi cảnh mà không hề lo gặp những hiện tượng drop FPS sâu anh em nhá. Cùng lắm nó sẽ chỉ xuống khoảng độ 140 FPS là cùng, còn lại thì tất cả sẽ đều trên 150 đến 160 FPS. Rất là mượt mà với một tựa game đua xe đồ họa đẹp như này đúng không anh em. Hiện tại mình chưa tải xong Forza Horizon 5 cho nên chúng ta sẽ test tạm Forza Horizon 4 anh em nhé. Trong những clip tiếp theo thì mình sẽ cố gắng test thêm cả Forza Horizon 5 cho anh em. Và đó là một vài tựa game AAA cũng phải nói là khá nặng rồi. Ngoài ra thì anh em có muốn quẩy thêm một vài tựa game FPS khác không? Chúng ta cùng qua tới tựa game PUBG nhá. Tựa game PUBG thì chúng ta sẽ có mức setting Ultra luôn, độ phân giải vẫn sẽ là Full HD, thì với Ryzen 7 cũng sẽ cho chúng ta điện năng tiêu thụ là khá khiêm tốn, 35W điện mà thôi anh em ạ, cho mức setting Ultra nhá. Và nhiệt độ lúc này thì hơi ấm hơn một chút, vào khoảng độ 75 đến 77 độ C, hơi căng. Và gần như đây là một tựa game mang lại cái nhiệt độ căng nhất trong tất cả tựa game vừa xong với setting Ultra rồi anh em ạ. Với cái tựa game này khi mình đẩy Ultra chúng ta vẫn sẽ có FPS trong ngưỡng khoảng độ 140 FPS cho tới khoảng 150 FPS nếu mà cao, cho cái mức nhiệt độ vào khoảng độ 69 đến 70 độ C trên con 4060 này, hoạt động ở mức công suất là 91%. Và FPS đưa ra thì phải nói là rất mượt mà để có thể chơi tốt tựa game này ở mức setting Ultra luôn anh em ạ. Cho nên là nếu mà anh em có muốn hỏi là quẩy PUBG setting Ultra được không thì câu trả lời là được. Nhưng mà nên để sang chế độ turbo và bật mắc quạt thì hơi ồn một chút, thì nên đeo tai nghe vào anh em nhé. Và chơi trong khoảng thời gian dài thì vẫn sẽ có nhiệt độ hơi nóng phả lên trên khu vực mặt C của máy. Nếu mà chúng ta chơi trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, tức là thời gian cho khoảng hơn một trận ấy, thì lúc này chúng ta sẽ cảm nhận được một chút hơi ấm phả lên trên khu vực mặt C này nếu chúng ta để chế độ turbo và để setting Ultra anh em nhé. Tiếp theo thì mình có quẩy qua một tựa game nữa, đó chính là Halo Infinite. Với Halo Infinite thì thông thường chúng ta cũng sẽ chỉ để được ở mức setting medium hoặc là high thôi đúng không? Đây mình để Ultra luôn cho anh em nhé. Ở Ultra trên cái tựa game này nhưng mà độ phân giải Full HD thì 8GB VRAM ở trên 4060 nó vẫn có thể gánh được anh em ạ, rất là may mắn. Và với cái tựa game này thì đây cũng là một tựa game đồ họa khá nặng, thậm chí còn nặng hơn cả PUBG cơ. Thì khi chúng ta để lên Ultra ấy, RTX 4060 này bơm lên tới khoảng hơn 80, 85 đến 86W điện luôn anh em ạ. Khá là căng thẳng đúng không nào. Nhiệt độ đưa ra chúng ta thì tất nhiên rồi, nó vẫn sẽ chỉ là dưới 70 độ C với con 4060 này. Nhiệt độ đưa ra rất mát mẻ, hoạt động mức công suất là 99% luôn anh em nhé. FPS đưa ra thì vẫn sẽ ở mức khá là mượt mà khi đạt trên 120 đến trên 140 FPS cho mức setting Ultra Full HD trên Halo Infinite anh em ạ. Cũng phải nói là khá càng đấy đúng không anh em. Nói chung đây vẫn là một con máy mang lại trong ta khả năng quẩy hầu hết mọi tựa game hiện tại ở mức setting khá cao và một cách mượt mà rồi đấy anh em ạ. Với CPU thì lúc này đây không phải là một tựa game ăn nhiều vào CPU, cho nên chúng ta sẽ chỉ có mức điện năng tiêu thụ trong ngưỡng khoảng dưới 20W điện mà thôi, cho mức nhiệt độ cũng sẽ chỉ vào khoảng độ 62 đến 63 độ C, rất là mát mẻ và dễ chịu luôn đấy.
Tóm lại thì với cái chiếc Nitro V16 2024 này, chúng ta có thể quẩy tốt vào rất nhiều con game hiện tại ở mức setting cao và nhiệt độ đưa ra thì hầu hết là dưới 70 độ C. Một vài tựa game thì nó ăn nhiều hơn vào CPU và lúc này nhiệt độ đẩy lên trên 70 độ C một chút, nên điều đó không phải là quá đáng kể đúng không anh em? Và chúng ta vẫn có thể mang lại cái trải nghiệm chơi là rất mượt mà, mát mẻ và phần nào đó là dễ chịu trên chiếc laptop này nếu chơi trong khoảng thời gian không quá dài, trong ngưỡng khoảng độ 2 tiếng đổ lại một ngày, thì đây là một cái chiếc máy mang lại trải nghiệm là khá thoải mái. Còn nếu mà chơi trên 2 tiếng ấy thì mình nghĩ là anh em nên sắm cho mình một con bàn phím rời đi để tránh vã mồ hôi tay, đặc biệt là trong những ngày hè như thế này, bởi vì là vã mồ hôi tay lên trên cái mặt C này trông nó khá là loang lổ và cái bề mặt này nó dễ bám mồ hôi vân tay cực kỳ luôn đấy. Cho nên là cái việc anh em giữ gìn một chút thì nó cũng sẽ phần nào đó tối ưu hơn, chiếc laptop người ta bền bỉ hơn anh em nhá. Cái mặt C này anh em có thể nhìn thấy này, mình chơi game một lúc mình vã mồ hôi tay mà nó bám loang lổ trên mặt C này luôn. Cho nên là chúng ta có thể tối ưu bằng cách sắm cho mình thêm con phím rời và chuột rời, chơi game này nó sẽ sướng hơn là khá nhiều anh em nhá. Còn màn hình thì mình không cần phải sắm thêm đâu, màn hình khá đẹp rồi, 16 inch đủ lớn rồi, Full HD 100% sRGB 165Hz đủ lớn, đủ mượt, đủ đẹp rồi, đúng không anh em? Và sau tất cả những gì mà chúng ta vừa thảo luận với nhau vừa xong ấy, thì với Nitro V16 vẫn là một chiếc laptop mang lại cho chúng ta nhiệt độ là mát mẻ, ấn tượng, hiệu năng đủ ngon. Tuy nhiên thì trong cái mức giá này chúng ta vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác và có thể bung được hiệu năng trên CPU, trên GPU được tốt hơn. Anh em công nhận mình điều này hay không? Nếu như mà có, nhớ để lại phía bên dưới bình luận video này nhá. Còn với cá nhân mình thì mình thấy nếu anh em thích fan của Nitro, anh em thích cái sự mát mẻ và đó, ồn ào một chút thì có thể lựa chọn Nitro V16, còn không thì có thể hướng tới một vài sản phẩm khác. Hiện tại laptop cũng đang có khá nhiều, chi tiết đường link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video này. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video, còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video tiếp theo.